Theo nguồn tin độc quyền từ trang chủ Arsenal, thủ thành Các Hai đã ký hợp đồng dài hạn mới với pháo thủ. Cầu thủ 19 tuổi đã có trận ra mắt đội 1 vào hồi tháng 7 trong trận đấu trước mùa giải với Hamilton. Anh cũng đã có cơ hội thi đấu 6 lần tại Europa League trong quá khứ. Phát biểu trên trang chủ Arsenal, Các Hai bày tỏ sự hạnh phúc. Việc gia hạn hợp đồng của tôi với câu lạc bộ có ý nghĩa rất lớn. Đây là một câu lạc bộ lớn ở châu Âu, một câu lạc bộ lớn với truyền thống của họ. Tôi rất vui, rất hạnh phúc khi có thể tiếp tục gắn bó ở đây. Theo nguồn tin từ Calcio Mercato, thông qua Code Offside, Juventus và AC Milan đã bước vào cuộc đua giành chữ ký của Alexandre Lacazette của Arsenal. Hợp đồng của cầu thủ người Pháp sẽ đáo hạn vào cuối mùa giải năm nay. Anh cũng được cho là không muốn gia hạn hợp đồng và sẽ ra đi theo dạng tự do vào mùa hè tới. Lacazette tưởng chừng như đã rời Emirates ở mùa hè vừa qua, tuy nhiên những vấn đề về lương thưởng cũng như mức phí chuyển nhượng đã diễn ra không đúng như kỳ vọng của chân sút người Pháp. Ở mùa giải năm nay, tiền đạo người Pháp vắng mặt hai trận đầu tiên gặp Brentford và Chelsea vì lý do sức khỏe. Đến trận gặp Man City, anh được tung vào sân ở cuối hiệp 2 và không để lại bất kỳ dấu ấn nào. Và ở trận Norwich cuối tuần trước, cựu cầu thủ Liên ngồi dự bị và không được tung vào sân thi đấu một phút nào. Trong buổi họp báo trước cuộc đối đầu với Burnley, huấn luyện viên Mikel Arteta đã có những chia sẻ về kế hoạch sử dụng Lacazette. Cậu ấy vẫn ở đây, bạn hãy cho tôi một lý do tại sao không sử dụng Lacazette nhiều hơn. Cậu ấy sẽ trở lại với phong độ vốn có của mình. Tôi chắc chắn rằng cậu ấy là một vũ khí lợi hại giúp chúng tôi thành công trong tương lai. Cựu tiền vệ Arsenal Jack Wilshere đang nhận được rất nhiều thông tin cho rằng anh có thể quay trở lại Arsenal thi đấu trong giai đoạn tới của mùa giải. Chính huấn luyện viên Mikel Arteta cũng đã mở lời với người đồng đội cũ của mình khi cả hai còn thi đấu trong màu áo của pháo thủ. Tuy nhiên mới đây nhất, Football London đã dẫn nguồn từ một số báo cáo cho rằng câu lạc bộ nước Úc Newcastle Jets đã đưa ra lời chào mua đầy tham vọng cho cựu tiền vệ Arsenal và đội tuyển Anh, người đang chưa có bến đỗ mới sau khi rời Bournemouth vào cuối mùa giải trước. Các báo cáo tiết lộ rằng câu lạc bộ của Australia đã tiến hành liên hệ với người đại diện của Wilshere để thảo luận về một thương vụ chuyển nhượng tiềm năng. Football London dẫn nguồn từ Transfer Market Web cho biết Arsenal vẫn chưa từ bỏ việc theo đuổi tiền đạo Alexander Isak của Real Sociedad, bất chấp tiền đạo này đã ký hợp đồng mới với đội bóng Tây Ban Nha. Pháo thủ đang gặp khủng hoảng ở khâu đầu ra bàn thắng, trong khi Alexander Lacazette và Eddie Nketiah đều có khả năng ra đi khi hợp đồng của họ đáo hạn vào mùa hè tới. Khi đó sẽ chỉ còn mỗi Aubameyang là một tiền đạo cắm đúng nghĩa ở Emirates. Tuy nhiên nếu muốn có được Isak, ngoài mức phí phá mức hợp đồng khổng lồ, Arsenal sẽ phải cạnh tranh với các ông lớn khác tại châu Âu như Real Madrid hay Man United. Thủ thành Beleno đã ngồi dự bị trong trận thắng của Arsenal trước Norwich vào cuối tuần trước, và điều đó có thể sẽ được lặp lại vào thứ bảy tới đây trong chuyến làm khách của Burnley. Những điều này đã dấy lên thông tin cho rằng huấn luyện viên Mikel Arteta đã coi Aaron Ramsdale là sự lựa chọn số 1 trong khung gỗ của pháo thủ. Tuy nhiên mới đây nhất trong cuộc họp báo trước trận với Burnley, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã từ chối tiết lộ thủ môn nào sẽ bắt chính trong trận đấu tới. Mọi vị trí đều như nhau, chúng tôi muốn các cầu thủ thúc đẩy người khác đi lên. Arsenal chiến đấu chống lại các đối thủ chứ không chiến đấu trong nội bộ. Chúng tôi chỉ cố gắng tung ra sân các cầu thủ có thể nâng tầm cấp độ ở vị trí, cấp độ của câu lạc bộ. Đó là lý do duy nhất. Rõ ràng Beleno sẽ có cảm giác không dễ chịu khi tôi nói với cậu ấy rằng cậu ấy sẽ không thi đấu. Tuy nhiên Leno là một cầu thủ chuyên nghiệp, cậu ấy nên cổ vũ các đồng đội như những gì tất cả chúng tôi đã làm mỗi khi Leno thi đấu, và đó chính xác là những gì Leno đã làm. Bên cạnh đó, Arteta cũng đã phủ nhận các thông tin cho rằng Leno đã nổi loạn khi bị Aaron Ramsdale chiếm suất bắt chính. Không, đó không phải sự thật. Leno có phản hồi lại với tôi, cậu ấy có đôi chút thất vọng nhưng cậu ấy luôn hành xử tốt với các đồng đội trong tập luyện cũng như mọi mặt khác. Hiện tại tấm băng thủ quân tại Emirates đang được trao cho tiền đạo Emerick Aubameyang. Tuy nhiên tương lai của chân sút người Gabon vẫn còn đang bỏ ngỏ. Chính vì thế huấn luyện viên Mikel Arteta muốn sớm xác định đội trưởng mới cho Arsenal. Các ứng viên nổi lên trong danh sách gồm có Granit Xhaka, Kieran Tierney hay Ben White. Tuy nhiên theo nguồn tin từ Football London, Gabriel Mancahes đang là ứng cử viên hàng đầu cho tấm băng đội trưởng của pháo thủ. Cầu thủ người Brazil đã thi đấu ấn tượng từ khi gia nhập Arsenal ở cuối mùa hè năm ngoái. Thế nhưng chấn thương cùng các ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã khiến Gabriel không được thi đấu nhiều ở thời gian sau đó. Hiện tại anh đã trở lại kịp thời và đóng vai trò quan trọng trong hệ thống phòng ngự của Arsenal. Gabriel có tố chất chỉ huy và lại chơi ở hàng thủ, qua đó anh hội tụ đủ mọi yếu tố có thể trở thành một thủ quân của đội bóng trong tương lai. Arsenal sẽ hành quân tới trước mau của Burnley vào tối nay theo giờ Việt Nam. Pháo thủ thừa hiểu rằng mình phải giành chọn 3 điểm bằng mọi giá, và trước chuyến làm khách được dự báo là khó khăn này, Arsenal có một điểm tựa lớn để tin vào một chiến thắng, đó là cái duyên của Emerick Aubameyang và mảnh lưới của Burnley. Theo thống kê từ Premier League, Aubameyang chính là hung thần thực sự của Burnley khi đã ghi 8 bàn thắng vào lưới đội bóng này trong 7 lần ra sân ở ngoại hạng Anh. Trước đó chỉ có Hamburg tại Bundesliga với 9 bàn, tiền đạo người Gabon mới ghi được nhiều bàn thắng hơn trong sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của mình. Sau 10 trận thua liên tiếp trước Arsenal, Burnley hiện bất bại trong 3 trận gần nhất trước pháo thủ, thắng 2 và hòa 1. Trong khi đó Arsenal bất bại trong 9 chuyến làm khách gần nhất tại Premier League trước Burnley, thắng 4 và hòa 5. Lần gần nhất họ nếm mùi thất bại tại Turfmore là vào tháng 12 năm 1973. Cho đến lúc này, Burnley đã không thắng trong 12 trận sân nhà gần nhất của họ,
hòa 6 và thua 6. Đó là chuỗi trận dài nhất không có chiến thắng tại Turf Moor trong lịch sử Premier League của họ. Vì vậy, người hâm mộ Arsenal hoàn toàn có thể tin vào một chiến thắng cho đội nhà vào tối nay.